Thưa quý vị, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 16 đã diễn ra nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham dự hội nghị. Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu của thị xã Phú Mỹ đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu ngân sách đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn ngân sách tỉnh đạt 99,99% kế hoạch, tăng 36,6% so với năm 2022. Giải ngân vốn ngân sách thị xã đạt 98,2% kế hoạch, tăng 14,3%. Thị xã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng nhiều dự án trọng điểm, đã trình tỉnh phê duyệt hồ sơ quy hoạch chung thị xã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và đề án công nhận thị xã Phú Mỹ đạt đô thị loại 2. Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 16, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả mà thị xã Phú Mỹ đạt được trong năm 2023. Đồng thời cũng lưu ý, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã cần tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tìm giải pháp khả thi để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 40 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, huyện Đất Đỏ có 30 trên 31 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Huyện đã hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, thu ngân sách trên địa bàn đạt 87% dự toán. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững được thực hiện tốt. Đảng bộ huyện đã kết nạp 126 đảng viên mới, đạt trên 109% chỉ tiêu tỉnh giao, thành lập một chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ đề ra 43 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng. Tiêu biểu như phấn đấu xây dựng xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, thu ngân sách hơn 452 tỷ đồng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Dịp này, huyện ủy Đất Đỏ phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện năm 2024 và tổ chức ký kết thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.